Mình cũng phải nói để cho nhiều người ngoài xã hội người ta không biết đấy, Minh Ngọc. Chứ còn mình sống như nào ấy, thì những người anh em bạn bè thân sát ruột cạnh mình, ai mà không hiểu. Yêu đây. Ok, ngủ hòa bình nhá. Mình 37 tuổi nhé, Đào Tuyến nhá. Ok, mình hỏi mình nhá. Ok, Minh Ngọc nhá. Minh Ngọc bảo là con trai nuôi Minh Ngọc hỏi thăm sức khỏe mẹ. Mẹ Ngọc. Cảm ơn nhá, mẹ đang bận một tí nhá. Cảm ơn Minh Ngọc nhá. Ok, Thanh Hoa, chị em mình vẫn còn cuộc hẹn với nhau mà. Cái hôm ở vừa cột đồng hồ ấy vui nhỉ, em nhỉ. Hôm nào chị em mình lại làm lại. Đúng rồi, Minh Hòa nhá. Em trai chỉ nấu ăn ạ, là ai ở PT Dũng? Cảm ơn Tiến Trần nhá. Thế giới ngầm ơi, bạn nói chuyện toàn những nói chuyện kiểu tào lao thôi. Thật. Bạn thích thì bạn lên đấy mà hỏi anh ý. Đúng rồi, đây là anh Tuấn Lụa nha mọi người nhá. Bữa cách đây hôm 28, cách đây 3 ngày. Anh rất là hữu duyên được cúng giường thầy Minh Tuệ và tăng đoàn của thầy đi cùng thầy. Cách đây 3 ngày hôm 28. Đi bóng ơi, em mời riêng anh chén. Ok, Nhung Ngọc ạ. À, chị em uống rất ít. Ok, Minh Hòa nhá. Chờ em tí. Ok, Quân Chuẩn nhá. Chào Huy Gia nhá. Xin chào Huy Gia nhá. Sống thì nó đàng hoàng lên, làm đàn ông làm sao mà phải hèn đấy, phải chặt đấy. Sống đàng hoàng lên, sống thế rất tức lắm. Sự nghiệp nó vật vào hết con cái gia đình của mẹ đấy, bản thân mình đấy. Nên là đừng sống đừng đi lừa tình lừa tiền như thế, hiểu không? Sống đàng hoàng mà. Giang Đồng ở đây, Giang Đồng nó bảo đấy nó là đấy mà. Giang Đồng ơi, em xúc ra đi. Em bớt ra. Em bớt đi ra mỗi người miếng đi. Sống xong mà phải hèn, phải chặt liên lạc, chặt Zalo rồi như thế. Sống thế nó không đồng hoàng, không ok đâu. Chào Dũng nha. Thôi bị muộn luôn. Má Hồng đánh má Hồng thì nó bỏ ra sao? Cho anh bảo Kim nhá. Cảm ơn Trịnh Lợi nha. Ok Minh Ngọc, gì cảm ơn nhá. Mua mới rồi anh. Con người sống ở trên đời này nó sống phải đàng hoàng lên. Sống đừng có đi lừa người, lừa tình lừa tiền, cái đấy là thất đức lắm. Sống như thế nghiệp nó quật hết vào con cái, bố mẹ, bản thân gia đình đấy. Sống phải có
cái chất sống của mình, sống phải có đủ tư cách, con người mình nó phải không hoàn hảo hết được, nhưng mà nó cũng phải ở cái góc độ đừng có đi lừa đảo, phải không? Sống mà cứ phải đi lừa đảo người khác như thế nó hèn, nó nhục lắm. Này các tình yêu ơi, mọi người ăn đi. Tiền nó không phải là tất cả đâu. Để ngay đấy các tình yêu đi. Ok anh Huấn nha, em chào anh Đạt. Hello anh Thái Kevin. Cho cá thì bây giờ bên mâm trên đấy em có vốn được tay lên ở đây đâu. Trên đấy thì mọi người phải tự sắp xếp chứ. Tay em bao giờ nó thành cái xào ấy, hoặc em nối gậy ra thì... Thao Thao ơi, sinh nhật chú Dũng nhưng máy của chị Ngọc. Mình chị thích nói chuyện kiểu gì thì lấy là việc của chị. Em không thích nghe thì mời em lướt. Chị gặp cái con người nó không ra gì, nó tệ bạc không ok, mà lại vào xem live stream mà. Thì chị đương nhiên là chị phải có những lời nhắn gửi rồi. Còn em không thích xem thì em lướt. Có ai khiến em phải xem đâu. Quá mõm luôn. Ok anh Long gõ nha. Em ơi, mới vào làm chém rượu đi em. Làm lập lên kia đi. Ok anh Thanh. Sống nó đê hèn thì mà lại xem lại chặn em lại, rồi xem live stream thì em chẳng đôi lời muốn nói luôn. Tiền nó phải là tất cả đâu mọi người ạ, tiền nó phải là tất cả đâu, cái tình nó mới là tất cả, cái chân tình nó mới là tất cả, tiền nó không là gì đâu. Tiền ngày hôm nay hết, tiền ngày hôm nay bị mất, tiền ngày hôm nay bị lừa, mai lại kiếm lại, rất đơn giản. Nhưng cái tình, cái nghĩa nó mới là trân trọng, nó mới là cái để mình phải suy nghĩ. Cuộc đời ấy, nợ ân nợ tình nó khó trả, chứ nợ tiền thì đơn giản lắm. Con người sống phải đàng hoàng, sống mà đi lừa người thì nhục lắm, nó vẫn hết vào đấy. Yên tâm, nghiệp nó quật nhanh lắm. Ok, chị cảm ơn em. Vì Dung là bên trưởng chị rất khó. Hai chị em chị phối hợp. Ăn đi cô. Kệ nhá, ăn đi. Ừ. Ăn với em lái xe đúng không? Em lái xe Tuấn Sơn đúng không? Ừ thế em ăn đi, không phải uống. Uống ăn đi kệ mọi người. Chị chào Linh bé. Chị em ngày nào chả dịu dàng. Anh Thanh lúc nào chả vui vẻ Minh Hòa. Ok Linh bé nha. Thôi chị chào số ra với mọi người nha, để mình bọn mình anh chị em cho mình ăn nhậu một tí. Để mọi người học nha. Ok. Còn thì xin phép là chào cả nhà, vì hôm nay là sinh nhật anh già, chờ anh già chị, anh già Dũng. Thì là Ngọc Lý cũng không kịp chào tất cả mọi người. Thế bây giờ Ngọc Lý mới có thời gian để cầm máy để chào cả nhà. Chúc cả nhà một buổi chiều an lành hạnh phúc. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cả nhà chúc cả nhà một buổi tối an lành hạnh phúc nhá.